Xin biết lời trên sân số 4, xin mời nâng có top 10 vào sân số 4 thi đấu. Nội dung đôi nam nữ nhóm 4. Trận chuẩn bị thi đấu, nội dung đôi nam nữ nhóm 5, trận chung kết Hải Huệ trung tâm triệu thể thao gặp quá trình công đầu viên chức chuẩn bị. Trên sân số 4, năng có top 10 bỏ cuộc Hậu Lan Hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thắng 2-0. Tiếp tục trên sân số 4 thi đấu nội dung đôi nam nữ nhóm 5. Trận chung kết, xin mời Cải Huệ trung tâm điều dưỡng thể thao gặp quá trình công đầu viên chức vào sân số 4 thi đấu. Thank you.
Đấng tiếp thị thi đấu nội dung đôi nam nữ nhóm sáu. Hạnh chủ trung tâm dịch vụ thể thao gặp Hải Nga Thái Bình chuẩn bị.